Hello everyone. What are you doing these days? I'm doing fine and I'm very happy to see you today. Cô trò chúng ta lại gặp nhau trong buổi học thứ 5, chương trình dạy học trên truyền hình bổ trợ kiến thức tiếng Anh 12. Chương trình là sự phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Để mở đầu cho buổi học hôm nay, cô trò mình sẽ cùng xem một đoạn phim ngắn về một vùng đất rất đặc biệt. Và chúng ta sẽ xem vùng đất đó là nơi nào và những điều gì đã tạo ra điều đặc biệt cho vùng đất ấy các em nhé. Thân mến, chúng ta vừa cùng nhau xem lại những hình ảnh tươi đẹp của quê hương Đồng Tháp. Đồng Tháp của chúng ta không những được tô đẹp bởi những cánh đồng hoa sen, bởi những ruộng lúa và những vườn trái cây trĩu quả, mà còn là những làng nghề và con người Đồng Tháp. Đồng Tháp hiện có 39 làng nghề, trong đó có 21 làng nghề sản xuất, 18 làng nghề sản xuất truyền thống và các làng nghề di sản văn hóa phi vật thể. Con người Đồng Tháp thân thiện, cần cù và sáng tạo. People are friendly, hardworking and creative. Creative, sáng tạo. Có một đặc điểm thú vị giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Ví dụ như ở tiếng Việt, chúng ta nói sáng tạo, sự sáng tạo, có tính sáng tạo, một cách sáng tạo. Thì ở tiếng Anh chúng ta sẽ có các từ create, creative, creator, creation, creativeness, creativity and creatively. Như vậy, từ một từ gốc create, chúng ta đã có những từ loại creative, tính từ và danh từ cũng như là trạng từ. Và chắc hẳn là không ít lần các em đã tự hỏi làm sao mình có thể thành lập một từ loại khác từ một từ cho sẵn, cũng như là vị trí của các từ loại trong một câu tiếng Anh nó sẽ như thế nào. Và đó là phần mà cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong buổi học ngày hôm nay. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cách thành lập từ và trật tự từ trong tiếng Anh. Bài học của mình sẽ gồm có phần thực hành, word formation, cách thành lập của 4 từ loại cơ bản là động từ, danh từ, tính từ và trạng từ, cùng với word order, trật tự của từ trong câu. Sau đó là phần thực hành, chúng ta sẽ có các bài tập ở cả dạng tự luận lẫn trắc nghiệm và các bí quyết đề thi, và cuối cùng là phần bài tập về nhà. Now, let's come to word formation. Word formation. Động từ trong tiếng Anh chúng ta sẽ thành lập bằng cách là thêm tiền tố hoặc là hậu tố vào sau và trước từ. Ví dụ như mình có tính từ cộng cho hậu tố an. Và chúng ta được có từ wide and widen, mở rộng. Mình cũng có thể thêm an vào trước tính từ. Ví dụ như chúng ta có từ rich and rich, làm giàu. Hậu tố an cũng có thể được thêm vào sau danh từ. Ví dụ như mình có từ length, chiều dài,
lengthened, kéo dài. Và chúng ta có thể thêm is hoặc là is là hậu tố để thành lập ra động từ từ tính từ. Social, socialize. Hậu tố phi được thêm sau danh từ. For example, beauty, beautify, làm đẹp. Như vậy, mình có những hậu tố an, is và phi. Và tiền tố an. Đối với thành lập danh từ, chúng ta có những hậu tố được thêm vào sau động từ. For example, developed, development, attend, attendance, invent, invention, carry, carriage, arrive, arrival, teaching, and knowledge. Và đây là những hậu tố thêm vào sau động từ để thành lập danh từ chỉ người. For example, worker, actor, actress, assistant, employee, typist, liar. Tính từ nếu thêm những hậu tố như thế này thì chúng ta cũng sẽ có những danh từ clever, khôn khéo, cleverness, sự khôn khéo, able, có thể, ability, có thể, có khả năng, honest, trung thực, honesty, sự trung thực, short, thiếu hụt, shortage, sự thiếu hụt, proficient, thành thạo, proficiency, sự thành thạo, free, tự do, freedom, sự tự do, social, thuộc về xã hội, socialism, chủ nghĩa xã hội, wide, rộng, and white, chiều rộng. Mình có ba hậu tố thêm vào sau danh từ, ism, hood, and shift. For example, terror, kẻ khủng bố, terrorism, chủ nghĩa khủng bố, childhood, thời niên thiếu, friend and friendship, tình bạn, tình hữu nghị. Như vậy, những hậu tố như mint, ins, in, Asian và những hậu tố ở đây được thêm vào sau động từ hoặc là tính từ, danh từ để chúng ta thành lập ra hình thức danh từ. Adjective formation, mình sẽ có những hậu tố thêm vào sau danh từ để thành lập tính từ. For example, love, yêu thương, lovely, care, careful, hope, hopeless, economy, economic, reason, reasonable, danger, dangerous, trouble, troublesome, nation, national, west, western, rain, rainy, response, responsible, god, godlike, fool, foolish. Và phía sau động từ, hậu tố sẽ là ain't hoặc là if, cũng đó là cách thành lập của danh từ. Depend, dependent, phụ thuộc. Impress, impressive, tạo ấn tượng. Có những tính từ tận cùng bằng in hoặc là ed và nó đứng sau động từ. Ví dụ chúng ta có những cặp từ thường gặp như bore, boring, bored, interesting, interested, disappointing, disappointed. Và với trạng từ thì trạng từ sẽ được thành lập bằng cách mình sẽ thêm hậu tố ly vào sau tính từ. For example, rapid, nhanh chóng, rapidly, một cách nhanh chóng. Và chúng ta sẽ cùng nhau lưu ý rằng có những hậu tố ly nhưng có thể là tính từ hoặc là trạng từ. For example, friend, friendly, quick, quickly. Từ friendly, thân thiện, được thành lập từ danh từ friend và hậu tố ly để mình có được tính từ friendly. Và quickly là trạng từ được thành lập từ tính từ quick và hậu tố ly. Tương tự như vậy, hậu tố o cũng có thể là danh từ hoặc là tính từ. For example, arrive, arrival, nation, national. Và những từ có đuôi in có thể là danh từ hoặc là tính từ. For example, teaching, nghề dạy học, interesting, thú vị.
Thì từ teaching là danh từ và interesting là tính từ. Chúng ta có hậu tố why với những từ, ví dụ như là honest, honesty, sự trung thực là danh từ. Và windy, nhiều gió, có gió là tính từ. Now let's practice. What is it? It's Long Hậu Boat Making Village. Đây là một trong những làng nghề truyền thống của tỉnh Đồng Tháp. Làng nghề đóng xuồng nằm ở Rạch Bà Đài, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Qua 100 năm duy trì và phát triển thì nơi đây đã tập trung hơn 200 hộ làm nghề đóng xuồng, chủ yếu làm ra các phương tiện để di chuyển, chuyên chở hàng hóa và đánh bắt cá. Và ngày nay, với thách thức giữ gìn bản sắc của làng nghề thì làng nghề ở đây còn có thêm những mô hình xuồng và những vật quà lưu niệm được trưng bày ở các địa điểm du lịch. Vào cuối năm 2014 thì làng nghề đóng ghe xuồng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Now you have some rich like located, maintenance, establishment, recognized, national. Now look. Located, what is it? It's a noun or a verb? It's a noun. No, it's a verb. Maintenance. Suffix, ns. It's a noun. Establishment, ment, a noun. Recognize, a verb. National, or verb or noun. Or adjective, is adjective. Okay. Now give the correct form of the words given. Locate. What is the noun here? Location. Maintenance. Duy trì is a noun. What's the verb? Maintain. Recognize. Verb. Nhận ra. What is noun? Recognition. Adjective. Recognizable. Có thể nhận ra. Recognize. Được công nhận. Establishment. Noun. An establish verb. What about adjective? Establish, được thiết lập. National adjective. Nationalize. An nation, nationality. Nation, quốc gia. Nationality, quốc tịch. An adverb. Nationally, toàn quốc. Another practice, where is it? It's a dead flower village. Đây là hình ảnh của làng nghề trồng hoa ở Sa Đéc và đã có hơn 100 năm tuổi từ năm 1930, và các sản phẩm của làng hoa đã được cung cấp cho những khu vực lân cận. Và bây giờ thì đây cũng là nơi để tập trung rất là nhiều giống hoa kiển và có hơn 50 loại hoa hồng đẹp và ngát hương. Và các sản phẩm truyền thống bây giờ đang được mở rộng qua những khu vực lân cận và hình thành nên làng hoa Sa Đéc rất là nổi tiếng, cũng là trung tâm trồng hoa kiển lớn nhất ở miền Nam nước ta. Now look at the word. Traditional, tradition. Traditional, adjective. Tradition is a noun. Provided, verb. Provision, noun. Numerous, adjective. Numeral, noun and adjective. Beautiful, adjective. Beauty, noun. Gradually, adverb. And gradual, adjective. So you choose one correct word. First one, the traditional floriculture village in Tân Quy Đông, Sa Đéc has been existing for over 100 years since the 1930s. The products are mainly, and you choose provided to the adjacent areas like Ho Chi Minh City, Cambodia, etc.
Besides, the village is home to numerous, vô số, numeral, con số, thuộc con số. So you choose numerous. Rare perennial kinds of bonsai and over 50 types are beautiful or beauty. Beautiful. And scented roses. The traditional craft village at the moment is gradually expanding to neighboring areas, forming the famous Sadek Flower Village. Okay, we come to word order. Chúng ta cùng xem đến phần trật tự từ trong câu. Verb position. Vị trí của động từ. Động từ là những từ để chỉ hoạt động, cho nên nó sẽ đứng sau chủ từ. For example, many people visit Sadek Flower Village every year. Nhiều người đến thăm làng hoa Sadek mỗi năm. Visit, verb. Another example, cao lãnh mangoes taste delicious. Mình nói xoài cao lãnh rất ngon. Taste, it's a special verb here. Động từ taste là động từ chỉ trạng thái. Cùng với những động từ khác, ví dụ như là look, become, feel. Và sau nó sẽ là một complement, bổ túc từ. Và chúng ta nhớ khi chúng ta sử dụng động từ trong câu thì mình sẽ nhớ chia động từ theo hình thức của thì hoặc là theo số ít số nhiều của chủ từ trong câu. Now position, còn vị trí của danh từ thì sao? Danh từ là từ để chỉ người, sự vật hoặc là sự việc. Như vậy thì nó sẽ có những vị trí như sau. Danh từ sẽ đứng sau những động từ, ví dụ như là bring, take, have, buy, sell. For example, we say money doesn't bring happiness to man. Cô nói là tiền không đem lại hạnh phúc cho con người. Ở đây mình có danh từ happiness đứng phía sau động từ bring. Mình cũng sẽ có trật tự của danh từ cơ bản là mạo từ under cộng danh từ. For example, the development of industry causes air pollution. Danh từ cũng sẽ đứng sau những hình thức sở hữu, ví dụ như là my, your, our, his, her, their, its. For example, you say the villagers improve their design. Their design. Hoặc danh từ sẽ đứng sau những chỉ định từ this, that, these, those. This place gives you a sense of relaxation. This place, mình nói là nơi này cho bạn một cảm giác thư giãn. Danh từ sẽ đứng sau những từ chỉ số lượng, ví dụ như là some, any, many và much. For example, the province has taken many measures to develop and revive craft village. Mình muốn nói là tỉnh đã có nhiều biện pháp, many measures, để phát triển và khôi phục làng nghề. Phía sau giới từ sẽ là danh từ hoặc động từ thêm in. Ví dụ mình nói, Sewit has a beautiful natural landscape with a cool green color. Và mình phía sau giới từ with thì chúng ta sẽ có một cụm danh từ là a cool green color. Đôi khi mình cũng gặp hai danh từ đứng cạnh nhau hoặc là hai danh từ được cách nhau bởi mạo từ the và giới từ of. For example, to meet tourism demand, Đồng Tháp has improved infrastructure. Để đáp ứng yêu cầu du lịch, tourism demand, Đồng Tháp đã cải thiện cơ sở hạ tầng. Adjective and adverb position. Tính từ là từ chỉ tính chất, cho nên tính từ sẽ bổ nghĩa cho danh từ. Be cộng cho tính từ. For example, Đồng Tháp is famous for its lotus fields. Động từ thường sẽ cộng cho trạng từ. Farmers are working hard. Có những động từ cũng sẽ cộng cho tính từ. Ví dụ như mình nói these flowers look beautiful. Look, động từ trạng thái. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ nên tính từ sẽ đứng trước danh từ. For example, the Mỹ Tân Bamboo Weaving Village provides steady job to locals. Mình muốn nói là làng nghề đang mê bồ ở Mỹ Tân đã cung cấp việc làm ổn định cho người địa phương, steady jobs. Nếu chúng ta có trạng từ và tính từ cùng trong câu thì trạng từ sẽ bổ nghĩa cho tính từ và sẽ đứng trước tính từ.
the matter is comparatively complicated and sensitive. Comparatively, adverb, complicated, adjective. Trạng từ cũng có thể đứng ở vị trí đầu câu và được phân cách với những phần còn lại trong câu bằng một dấu phẩy. Especially, Gotap used to be a small nation, a Funan kingdom with old culture. Ví dụ như chúng ta muốn nói, điểm đặc biệt là Gò Tháp đã từng là một nước nhỏ của vương quốc Phù Nam với nền văn hóa ốc eo. Và có ba liên từ mà chúng ta rất hay gặp trong các câu tiếng Anh hoặc là các câu đề thi, đó là an, or hoặc là but. For example, the authority provides vocational training and financial support for Grabt village to buy equipment and machinery. Và các thầy cô cũng vẫn thường nhắc chúng ta ba liên từ này là dấu hiệu của cấu trúc song song, có nghĩa là phần từ loại phía trước ba liên từ này và phía sau nó sẽ có tính tương đương. For example, vocational, adjective, training, noun, financial, adjective, support, noun, adjective, other. Nếu chúng ta có nhiều tính từ cùng xuất hiện trong một câu thì việc sắp xếp cái tính từ đó như thế nào cũng nên theo đúng một trật tự. Đầu tiên thì sẽ là tính từ chỉ ý kiến. For example, beautiful, smart, awful, great. Và tính từ chỉ kích thước. Like big, small, large or long. Tính từ chỉ hình dạng. Round, oval, square or triangle. Tính từ chỉ tuổi, ví dụ như mình muốn nói là cũ hay là mới, trẻ hay là hiện đại. Color, màu sắc. Origin, quốc tịch hoặc là nguồn gốc, xuất xứ. For example, Japanese, English, French or Chinese. Material, ví dụ như mình muốn nói plastic, bằng nhựa, metal, bằng kim loại, cotton, bằng sợi bông hoặc là silk, bằng lụa chẳng hạn. Thì đó là những tính từ chỉ vật liệu. Và vị trí cuối cùng sẽ là tính từ chỉ mục đích sử dụng. Like shopping, school, washing or cleaning. For example, I say a new blue reading lamp. Ở đây chúng ta có từ lamp là danh từ nên nó sẽ ở cuối cùng. Reading, cái đèn để đọc sách. Nên từ reading sẽ đứng kế từ lamp. Blue, màu xanh. New, còn mới. A new blue reading lamp. Another example. A nice, tall, young Englishman. Một anh chàng người Anh trẻ tuổi, cao và đáng mến. Let's have another practice. Đây là hình ảnh của nghề làm bột ở Sa Đéc. Và ngôi làng này là một ngôi làng cũng đã được hình thành hơn một thế kỷ. Và những đầu tiên thì những người làm nghề bột này sinh sống chủ yếu ở xã Tân Phú Đông. Rồi sau đó thì phạm vi của làng nghề đã mở rộng qua những nơi khác của thành phố Sa Đéc. Qua bao nhiêu thăng trầm thì những người ở đây cũng đã tạo ra những sản phẩm rất là độc đáo và làm có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn cũng như là quảng bá làng nghề của mình trong khu vực. You have some red. First one, residence. Residence. What is part of speech? Uns. It's a noun. Next one, farm. It's a noun. Creative. If. Adjective. And here, regional. Or adjective. Okay. So, we give the correct form of the words in bracket. First one, flower making craftsman. It's a subject, manly, adverb. So here we use a verb. Chúng ta có chủ từ là flower making craftsman, những người thợ làm nghề, và manly là trạng từ, cho nên trạng từ sẽ đứng trước động từ. Mình sẽ dùng động từ là reside, cư ngụ, cư trú ở. Next one, from, reposition. From là một giới từ. Và chúng ta vừa ôn tập là sau giới từ thì mình sẽ dùng
danh từ, purchase from, mua từ. Ở đây mình sẽ cần danh từ chỉ người, nên chúng ta sẽ dùng farmers. Những nguyên liệu chính được mua từ những người nông dân. Next one. The people, subjects, have rice flour products. Phía trước khoảng trống mình có chủ từ là the people. Have, động từ. Rice flour products, những sản phẩm từ bột. À, là túc từ. Như vậy khoảng trống này mình vẫn đang thiếu một động từ. Và động từ của creative sẽ là created. Have created present perfect, thì hiện tại hoàn thành ha. Next one, positive, assertive. Positive là một tính từ. Và sau tính từ sẽ là vị trí của danh từ, nên chúng ta sẽ dùng contributions. Which makes positive contribution, tạo ra những sự đóng góp tích cực. Last one, in the article. The là mạo từ và sau mạo từ mình sẽ dùng danh từ. Nên chúng ta sẽ sử dụng danh từ là region, in the region, trong khu vực. Trong bài tập này, chúng ta đã có những danh từ farmers, nông dân, contribution, sự đóng góp, region, khu vực, động từ create và reside. Another practice, where is it? Is Định Yên Sạch Met Weaving Village? À, đây là hình ảnh của làng nghề dệt chiếu ở Định Yên. Với bề dày hơn 100 năm tuổi, thì các sản phẩm của làng nghề được đánh giá rất cao và đang đòi hỏi sự lành nghề, sự tinh xảo và các bí quyết để tạo ra những sản phẩm bền và cũng như là đẹp. Và điểm độc đáo của làng nghề này còn ở hình thức nhóm chợ. Và chúng ta có thể biết được rằng là giờ họp chợ thì là từ nửa đêm cho đến 2-3 giờ sáng, cho nên chợ ở đây còn được biết với tên gọi rất độc đáo, đó là chợ ma hoặc là chợ âm phủ. Và năm 2013 thì làng nghề này càng nổi tiếng hơn khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Okay, now let's take a quick look. Producer is a noun. Producer. Now for present. À, từ được cho của chúng ta, producer, là danh từ chỉ người, người sản xuất. Sophisticate. Eat. Okay. Beautify. Verb. Làm đẹp. Next one. Femme is a noun. Sự nổi tiếng. Next one. Culturally. Một cách có văn hóa. Okay. Như vậy, trước khoảng trống đầu tiên, chúng ta có từ is. Đó là một sở hữu từ. Và sau sở hữu thì mình sẽ dùng danh từ. Như vậy, danh từ ngoài chữ producer này, mình có những danh từ ví dụ như là product, productivity hoặc là production. Ở đây mình nói là especially in the 18th of the 20th century, when is product? Đặc biệt là vào những năm 80 của thế kỷ 20, khi sản phẩm của làng nghề được xuất khẩu qua nhiều nước trên thế giới. Mat weaving requires virtuosity. And here you have an. Ở sau chỗ trống thứ hai mình có chữ an. Và nãy cô có nói đó là cấu trúc song song. Nên ở đây chúng ta cần một danh từ. Và danh từ của từ này sẽ là sophistication. And unique know-how và bí quyết độc nhất to create, để tạo ra. And durable product. Durable product. Durable assertive. Mình có sau chữ an, durable là một tính từ, nên phía trước mình sẽ cần một tính từ là beautiful. Next one. In 2013, this Matchcraft village became, động từ become là một động từ trạng thái và phía sau sẽ là một tính từ. Nên chúng ta sẽ dùng tính từ của fame và nó sẽ là famous. It was recognized as the national intangible cultural heritage. Cultural assertive. Chúng ta có những danh từ như là products, sản phẩm, sophistication, sự tinh vi,
và tính từ beautiful, famous, and cultural. Okay, let's go to some questions here. First one, many trail riders find it hard to what university to apply for. Với dạng bài tập từ loại như thế này, thì chúng ta nhìn thấy trong bốn sự lựa chọn ABCD, nó đều giống nhau về mặt gốc từ, đều là quyết định. Ở đây mình có find it hard to, phía sau sẽ cần một động từ. Chúng ta cùng xem các đáp án: decide, động từ; decision, danh từ; decisive, tính từ; decisively là trạng từ. Nên chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A. Câu số 2, you should turn off the lights before going out to save. Bạn nên tắt đèn trước khi ra ngoài để tiết kiệm. Chúng ta sẽ hỏi là tiết kiệm cái gì? Như vậy, cái gì nó sẽ là một danh từ. Mình có các phương án. Câu A, electricity, điện. It's a noun, electrify. Hậu tố phai chúng ta đã ôn tập rồi, thì nó là động từ. Electric, adjective, thuộc về điện. And last one, electrically, adverb. Như vậy, mình sẽ chọn phương án là câu A. Question 3. Project-based learning provides wonderful opportunity for students to develop their. Từ quan trọng của mình là their. Đó là một từ sở hữu. Và phía sau những từ sở hữu, mình sẽ dùng danh từ. Như vậy, phương án câu A, creative. Hậu tố if, tính từ. Creativity, danh từ. Create, động từ. Và creatively là trạng từ. Nên chúng ta sẽ lựa chọn câu B. Việc học qua dự án đem tới những cơ hội tuyệt vời cho các học sinh để phát triển sự sáng tạo của học sinh. Next one, question 4. Tom is getting ever keener on doing research on. Ở câu hỏi số 4 thì phía trước khoảng trống mình có giới từ on, và sau giới từ thì chúng ta sẽ dùng danh từ. Ở câu A mình có biologist, hậu tố is là một danh từ chỉ người, nhà sinh học. Ở câu B có hậu tố o, nên mình sẽ biết đây là một tính từ. Phương án C có hậu tố ly, là một trạng từ. Và câu D có hậu tố g, biology, là danh từ chỉ vật. Nên chúng ta sẽ chọn câu D. Tom đang trở nên hào hứng hơn bao giờ hết khi nghiên cứu về sinh học. Question 5. The mobile phone is an effective means of in the world nowadays. Trước khoảng trống mình có means of, phương tiện, of, là một giới từ nên phía sau nó sẽ là danh từ. Mình sẽ chọn câu B, communication, hậu tố Asian, cho mình biết đây là một danh từ. Và các phương án khác, communicated là hình thức động từ, thêm ed. Và câu C, communicate, động từ. Và câu D là communicative, đó là tính từ. Question 6, the firefighter single-minded devotion to the rescue of the victims of the fire was. Động từ be, động từ be sẽ cộng cho tính từ. Như vậy chúng ta sẽ loại được phương án A, respecting, tương ứng thì nó là một trạng từ. Mình có 3 tính từ, đó là câu B, câu C và câu D. Respective, mang nghĩa là tương ứng, respectful, lễ phép, respectable, đáng kính. Chúng ta có 3 tính từ, như vậy thì mình sẽ căn cứ vào nghĩa của câu. Nỗ lực, không ngừng nghỉ của những người lính cứu hỏa để cứu các nạn nhân trong trận hỏa hoạn thật đáng kính. Mình sẽ chọn câu D, respectable. Next one. My parents bought me a school bag for my birthday. Đây là một câu được trích từ đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 ở lần thi thứ nhất. Với 4 sự lựa chọn, chúng ta sẽ thấy đây là một câu hỏi kiểm tra trật tự của tính từ trong câu. Thì phía sau khoảng trống mình có school bag, cái cặp là một danh từ. Như vậy phía trước nó có thể là một tính từ chỉ mục đích sử dụng hoặc là xuất xứ. Như vậy thì mình nhanh chóng nhận ra rằng đáp án D, Japanese, của Nhật
Và mình sẽ chọn câu D, beautiful red Japanese. Ở đây beautiful là một tính từ chỉ ý kiến, red là tính từ chỉ màu sắc và Japanese là tính từ chỉ xuất xứ. Question 8. I like eating in this restaurant because the waiters are very and friendly. Mình lại gặp tại từ and. Và phía sau từ and thì mình có friendly, thân thiện là một tính từ. Như vậy phía trước cũng phải là một tính từ. Chúng ta có các phương án. Câu A, helpfulness. Ness is a noun. Đây là hậu tố của một danh từ. Helpfully, ly, adverb. Helpful, adjective and help, verb. Như vậy mình sẽ chọn câu C. Tôi thích ăn ở nhà hàng này vì những người phục vụ rất hay giúp đỡ và thân thiện. Question 9. Be careful now. The water is here. Is, be. Trước khoảng trống mình có động từ be. Động từ be sẽ cộng cho tính từ. Nên mình sẽ chọn câu C. Các phương án khác. Deepen. Hậu tố in từ loại động từ. Deeply, hậu tố ly, trạng từ. Depth là danh từ, độ sâu. Câu số 10. I saw a car in the street yesterday. Đây lại là một câu hỏi kiểm tra trật tự của tính từ. Mình có các phương án. Beautiful, black Vietnamese. Vietnamese, black, beautiful. Black Vietnamese, beautiful. And beautiful Vietnamese, black. Mình có car là danh từ. Như vậy, trước nó sẽ là một tính từ. Liền trước nó sẽ là một tính từ chỉ xuất xứ hoặc là mục đích sử dụng. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu A. Tôi đã nhìn thấy một chiếc xe hơi của Việt Nam màu đen và đẹp trên đường ngày hôm qua. Đây là hai câu trích từ đề thi năm 2021 ở lần thi thứ hai. Another question. Is necessary to listen to opinions that are from ours? Trước khoảng trống mình có động từ be, that are, và động từ be sẽ cộng cho tính từ. Những phương án của mình, difference, hậu tố ins, danh từ, sự khác biệt, differently, trạng từ, differ, động từ, different, tính từ. Như vậy mình sẽ chọn câu D. Rất cần thiết để lắng nghe những quan điểm mà nó khác với quan điểm của chúng ta. Question 12. My friend is a good story writer. He has a rich imagination. Imagine or imaginative. Chúng ta nhìn vào hậu tố của từ. Ở phương án A mình có hậu tố ly. Như vậy, từ này là một trạng từ. Imagination, action, danh từ. Imagine, động từ. Và imaginative, if, hậu tố if cho mình biết phương án đây là một tính từ. Như vậy, trước khoảng trống của câu số 12, mình có từ rich là tính từ. Tính từ sẽ đứng trước danh từ, nên chúng ta sẽ chọn câu B. Ở đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019, chúng ta có một câu hỏi là With his good sense of humor, Martin is quite with the student. Phương án A, mình có hậu tố ET. Giúp xác định popularity, sự phổ biến là một danh từ. Popular, tính từ. Popularize, động từ. Popularly là trạng từ. Phía trước khoảng trống mình có is là động từ be. Như vậy mình sẽ dùng tính từ. Với sự khôi hài của mình thì Martin rất được học sinh yêu mến. Question 14. Candidates are advised to dress formally to make a good on-job interview. Phần phía trước khoảng trống mình có a good. Good là tính từ nên phía sau đó mình cần một danh từ. Mình có các sự lựa chọn ở câu A, impress, gây ấn tượng, động từ, impressively, hậu tố ly cho mình biết phương án B là một trạng từ. Impression, shen, is a noun, ấn tượng, danh từ. Và câu D, impressive, if, tính từ. Nên chúng ta sẽ lựa chọn câu C. Các em thân mến, để làm tốt bài tập liên quan tới phần từ loại, cách thành lập từ và trật tự từ, thì chúng ta nhớ là mình cần phải chú ý tới tiền tố và hậu tố của từ để chúng ta nhận diện được từ loại mà từ đang sử dụng là từ loại gì.
cũng như chúng ta sẽ chú ý tới phần phía trước cũng như là phía sau của khoảng trống để mình xác định coi là phương án cần chọn sẽ là từ loại gì. Và một cách nữa để chúng ta có thêm vốn từ vựng là mình hãy chịu khó tìm hiểu. Ví dụ như chúng ta gặp một động từ thì chúng ta sẽ chủ động tìm kiếm coi tính từ, danh từ hoặc là trạng từ của từ đó là gì. Và như thế thì vốn từ vựng của các em sẽ càng ngày càng tăng lên. Và cô mong rằng ở nhà mình sẽ dành thời gian để làm bài tập có đường link trên màn hình. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hy vọng bài học hôm nay đã giúp các em hiểu thêm về cách thành lập từ và trật tự từ trong tiếng Anh. Cô chúc các em luôn học tốt để kiến tạo cho mình một tương lai tốt đẹp và cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp các em nhé. Thanks for watching. Goodbye and see you.